Kai Lê Diệp xin chào tái ngộ đến quý khán thính giả của kênh YouTube TD Broadcasting đã trở lại với chương trình của tôi trong đêm nay. Thưa quý vị, hiện tại là đêm Chủ nhật ngày 20 tây tháng 12 năm 2020. Hiện tại là khoảng chừng 10 giờ rưỡi đêm của đêm Chủ nhật, và chúng tôi muốn thu cái video này để cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến ngân sách cứu trợ COVID-19 Relief Proposal mà lưỡng viện Quốc hội dự trù sẽ thông qua vào ngày mai, đó là ngày thứ hai trong tuần tới, trong cái tuần mới này đó. Khi mà quý vị xem chương trình này thì lưỡng viện Quốc hội sẽ chuẩn bị để mà thông qua một cái gói hay là một cái ngân sách cứu trợ lên đến 900 tỷ Mỹ Kim. Và cái ngân sách này nó sẽ nằm chung vô một cái đại ngân sách mà để cung cấp chi phí chi tiêu cho toàn chính quyền liên bang với trị giá lên đến là 1.400 tỷ Mỹ Kim, hay tiếng Anh chúng ta gọi rằng là 1.4 trillion dollars. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã thực hiện cái video này cũng đã vài lần rồi, tại vì mỗi lần mà có những cái sự diễn biến gì mới thì thay là dịp nhất là chúng tôi đã làm những cái video để mà cập nhật cho quý vị đến những thông tin này. Thì trong ngày hôm nay hay trong đêm hôm nay chúng ta mới có một số các chi tiết cụ thể hơn, và đây có thể nói là cái phiên bản cuối cùng mà các nhà lập pháp sẽ thông qua trong ngày mai khi mà quý vị xem chương trình này. Thì đối với những quý vị nào mà đã xem rồi đó thì có thể là một số các thông tin nó sẽ lặp đi lặp lại, nhưng mà chúng tôi cũng xin cáo lỗi trước rằng là có một số thông tin nó khác, có một số thông tin nó có chi tiết nhiều hơn, cho nên chúng tôi xin phép được duyệt lại những cái đề mục chính trong cái gói ngân sách này. Thì thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với cái vấn đề mà gọi là direct payment, đó là những chi phiếu mà chính quyền liên bang trực tiếp gửi đến cho người có đi làm. Thì thưa quý vị, trong cái gói ngân sách 900 tỷ Mỹ Kim này, 166 tỷ Mỹ Kim sẽ được dành ra để mà giúp đỡ cho những người đi làm, và cái điều kiện của họ đã được quy định rằng là những người nào làm mức lương từ vài ngàn cho đến tối đa là 75.000 Mỹ Kim sẽ nhận được một cái chi phiếu là 600 đồng. Nếu mà là cặp vợ chồng, hai vợ chồng cộng lại mà làm là ở mức tối đa hay là thu nhập tối đa không có hơn 150 Mỹ Kim đó, thì cặp vợ chồng đó sẽ nhận được con số tối đa là 1.200 Mỹ Kim cộng với 600 đồng cho mỗi đứa trẻ trong gia đình. Ví dụ như là nếu mà quý vị có con em dưới 18 tuổi, có hai đứa thì là 1.200 nữa, có ba đứa thì 1.800, có một đứa thì 600 thôi, cộng với lại cái số tiền mà dành cho người lớn. Thì và thưa quý vị, cái khoản tiền này cũng sẽ phù hợp với những di dân mà chưa có vô quốc tịch. Quý vị nhớ rằng là trong cái đợt vừa rồi đó, có một số người họ là di dân bất hợp pháp thì chắc chắn là họ không nhận được rồi. Có một số người thì hình như là họ ở trong cái diện thẻ xanh, cho nên là có thể là họ nói là họ không nhận được. Chúng tôi cũng có nghe một vài người nói rằng là ồ, tôi có thẻ xanh nhưng mà tại sao tôi không nhận được. Thì bây giờ trong cái ngân sách này, những thành phần di dân cũng sẽ có thể nhận được những cái tấm chi phiếu đó nếu mà họ hội đủ những điều kiện về vấn đề gọi là thu nhập. Đó là về vấn đề thu nhập. Kế đến nữa thưa quý vị, đó là tiền trợ cấp thất nghiệp dành ra trong ngân sách này là 120 tỷ Mỹ Kim, và nó sẽ cho như sau là mỗi người đi làm, hay là mỗi người mà đi làm mà một là họ bị cắt lương, thí dụ như hồi đó là họ làm full time rồi bị họ làm part time, hay là họ hoàn toàn là bị thất nghiệp, thì họ sẽ nhận được là 300 Mỹ Kim sau khi luật này được thông qua và kéo dài cho đến ngày 14 tây tháng 3.
đó là khoảng chừng, nếu mà chúng tôi đếm không lầm, nếu mà luật này được đi áp dụng vào coi như là sau lễ Giáng sinh đó, thì quý vị có thể có được là gần 90 ngày hay là 80 ngày gì đó để cho cái luật này nó kéo dài. Đó là sẽ nhận được sau lễ, tiền nhận được có thể sau lễ Giáng sinh và kéo dài cho đến ngày 14 tây tháng 3 là cái tiền trợ cấp thất nghiệp 300 đồng Mỹ Kim một tuần. Cái trợ cấp thất nghiệp này nó cũng sẽ phù hợp cho những người làm việc theo dạng independent contractor 1099. Ví dụ như là quý vị lái cho Uber, quý vị lái cho Lyft, quý vị làm những cái ngành nghề tự do đó, thì quý vị cũng có thể được nhận được cái số tiền 300 Mỹ Kim này cho đến giữa tháng 3 thưa quý vị. Kế đến nữa là số tiền 325 tỷ Mỹ Kim dành cho các doanh nghiệp nhỏ, và cái số tiền này sẽ nằm trong cái chương trình Paycheck Protection Program, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể vay mượn tiền mà sau đó không cần phải trả lại nếu mà họ dùng cái tiền mà họ mượn được để mà trả lương cho nhân viên trong công ty của họ. Nó cũng tương tự như là cái chương trình Paycheck Protection Program của cái đợt vừa rồi thưa quý vị. Một cái điều mà đáng chú ý nữa mà chúng tôi nhớ rằng chúng tôi không có đem lên lần trước, đó là trong cái gói ngân sách này cũng có một cái ngân sách nho nhỏ dành vào cái việc mà gọi là xây dựng bức tường biên giới ở tại phía nam của nước Mỹ. Đây là cái ưu tiên của Tổng thống Donald Trump, và ông muốn thấy được số tiền này. Và vì vậy, cho nên là trong cái ngân sách này nó có đến 1.4 tỷ Mỹ Kim dành cho cái việc mà gọi là tiếp tục xây dựng thêm cái bức tường dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico. Và kế đến nữa rằng là có đến 45 tỷ Mỹ Kim dùng để mà giúp đỡ cho ngành hàng không, cho những phương tiện mà gọi là di chuyển công cộng, tiền cho các hệ thống xa lộ, cũng như là 2-3 tỷ Mỹ Kim dành cho các phi trường, 1 tỷ Mỹ Kim dành cho hệ thống xe lửa Amtrak. Đó là về vấn đề gọi là giao thông. Kế đến nữa thì cái luật này nó cũng dành ra 13 tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho những người nào hiện nay đang nhận food stamp và giúp cho người ta có thực phẩm để mà ăn uống. Và thưa quý vị, cái luật này nó cũng chi ra 69 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề vaccine và tracing. Và đây là một cái việc kế tiếp nó rất là quan trọng. Chúng tôi để cái phone xuống để chúng tôi giải thích cho quý vị kỹ hơn. Trong cái phần này đó, nó có một cái đề mục rất là quan trọng đối với những người mà có nguy cơ bị bệnh. Nó có cái phần nó gọi là cái surprise medical billing. Cái surprise medical billing đó thì nó là như vậy nè. Lấy ví dụ, tôi lái xe, tôi bị tai nạn và tôi đã ngất xỉu rồi. Khi mà tôi ngất xỉu rồi đó, thì xe cấp cứu hay là xe cứu thương tới để mà giúp cho tôi, thì tôi không có tỉnh để mà tôi nói chuyện với họ. Thì cái bổn phận của họ là sao? Cái bổn phận của họ là họ phải đưa tôi trong một cái thời gian nhanh nhất tới một cái bệnh viện gần nhất trong cái khu vực tai nạn đó. Thì thưa quý vị, khi mà các nhân viên cứu thương đưa tôi đi tới cái bệnh viện địa phương đó, họ không có cái cơ hội để mà tham khảo với tôi rằng là anh ơi, cái bảo hiểm sức khỏe của anh là với cái hãng nào vậy? Okay. Họ không nói được, tại vì lúc đó là cái người bệnh đã mê man rồi. Thì lấy ví dụ đi. Lấy ví dụ tôi là cái người mà mua bảo hiểm sức khỏe theo công ty Kaiser Permanente. Nhưng cái bệnh viện mà ở gần cái khu vực tai nạn nhất đó, là cái bệnh viện đó nó nằm trong cái network của hệ thống bảo hiểm Blue Shield. Thì khi mà đưa tới nơi đó, khi mà xe cứu thương đưa tôi tới bệnh viện đó, họ không có nhận, họ không có cái bệnh viện đó, họ không có công nhận cái hệ thống bảo hiểm Kaiser,
họ chỉ nhận Blue Shield thôi. Nhưng về luật nhân đạo, họ vẫn phải giúp cho chúng tôi không có bị thiệt mạng. Thì họ làm xong hết rồi. Thì sau đó họ mới cầm cái hóa đơn. Nhiều khi cái hóa đơn nó có thể lên đến vài chục ngàn hay là mười mấy ngàn, hay nhiều khi nó lên đến cả trăm ngàn lần. Họ đưa tôi cái hóa đơn, họ nói rằng là nếu mà anh có bảo hiểm Blue Shield thì cái copay của anh chỉ có vài ngàn thôi. Nhưng mà tại vì anh không có bảo hiểm Blue Shield mà Kaiser thì lại không muốn trả, tại vì chúng tôi không phải nằm trong cái network của Kaiser, thì bây giờ anh thiếu nợ nhà thương này 50 ngàn cho cái chi phí mà chúng tôi đã cứu mạng của anh lại. Thì trong quá khứ, thưa quý vị, có rất nhiều người phải khai phá sản vì cái mà họ gọi rằng là cái surprise medical billing. Cho dù rằng là họ không biết, tại vì họ đâu có biết được là họ nằm out of network. Họ đâu có biết được rằng là xe cứu thương là phải đi tới đâu. Và các nhân viên cứu thương cũng không thể nào mà gọi là làm tỉnh cái người bệnh nhân đó lại để mà kiểm tra rằng là mình có đi đúng cái bệnh viện không, mình có đi đúng cái nhà thương không. Lúc đó cái quan trọng nhất là phải gìn giữ cái tính mạng của người đó, chứ không phải là nghĩ rằng là cái người này có cái bảo hiểm nào để mình đưa đúng cái bệnh viện đó. Rủi mà bây giờ cái bệnh viện đó nó đúng cái bảo hiểm mà nó xa quá thì sao, đúng không? Thì từ trước đến giờ có rất nhiều người bị lấn cấn cái vụ đó. Và trong cái gói ngân sách này, một cái điều rất là vui mừng cho tất cả chúng ta, đó là từ nay cái việc mà gọi là surprise medical billing từ chính quyền liên bang hay là do chính quyền liên bang mà đưa xuống đó sẽ không còn nữa. Các hãng bảo hiểm cũng như là các nhà thương và cũng như các bác sĩ đó, họ phải tự giải quyết lẫn nhau là ai sẽ thanh toán cái bill đó. Cho dù rằng là cái người đó nó không nằm trong cái bảo hiểm network đó, của cái nhà thương đó, của cái bác sĩ đó. Nhưng mà cái đó từ nay, cái đó không phải là chuyện của chúng ta nữa. Cái đó là giữa bác sĩ, bệnh viện và hãng bảo hiểm, họ tự điều định với nhau, với một cái người trọng tài ở thứ ba. Nếu mà họ không có đạt được một cái thỏa thuận giữa họ, thì họ phải qua một cái người trọng tài khác. Chứ chúng ta không có phải bị cái vấn đề gọi là surprise medical billing nữa. Thì đó là một cái tin rất là tốt cho chúng ta, những người mà gọi là đi làm. Và thưa quý vị, kế đến nữa là cũng có 25 tỷ Mỹ Kim dành vô cho cái vấn đề gọi là hỗ trợ cho những người hiện nay đang mướn nhà. Chúng tôi không biết rằng là cái việc này nó sẽ giúp đỡ cho người thuê nhà như thế nào, nhưng mà tiền là có 25 tỷ Mỹ Kim cho những vấn đề đó. Và thưa quý vị, nói chung là cái đó là những cái điểm chính trong cái ngân sách cứu trợ COVID-19 Relief Package mà lưỡng viện quốc hội dự trù sẽ thông qua vào ngày thứ hai trong tuần này. Khi quý vị xem chương trình này là đã là ngày thứ hai rồi, thì đây là một tin mừng để cho quý vị biết rằng là help is on the way. Sự giúp đỡ nó đang tới với chúng ta. Sự giúp đỡ nó đang tới với chúng ta. Chúng ta đợi có rất nhiều người, họ đã kiên nhẫn, họ nhẫn nại, họ đợi từ mùa hè, từ mùa thu đến bây giờ. Thì sau nhiều tháng mà gọi là bế tắc ở tại quốc hội, bây giờ chúng ta mới thấy được một cái kết quả trong những ngày cuối cùng của khóa lập pháp của năm nay. Thì đó là những tin mà chúng tôi rất là vui trong đêm nay để mà chia sẻ với quý khán thính giả về cái việc trợ cấp thất nghiệp, về cái việc mà gọi là direct payment. Và chúng tôi cũng có một cái lời mà gọi là muốn ghi nhận cho Tổng thống Donald Trump. Trong cái phiên bản trước đây đó, giữa các nhà lập pháp bên Dân Chủ và Cộng Hòa mà họ đưa ra đó, thì nó không có cái phần mà gọi là direct payment, đó là những cái chi phiếu 600 đồng gửi đến cho mỗi người. Vì Tổng thống Donald Trump lên tiếng cho biết rằng là ông muốn thấy được những cái stimulus check này được gửi đến cho người đi làm, thì quốc hội đã có một cái sự thỏa thuận. Họ bỏ đi cái vấn đề mà gọi là chi phí ngân sách cho các chính quyền tiểu bang và địa phương, và họ lấy cái số tiền đó để mà họ bổ sung vô cái chương trình mà gọi là direct payment cho những người đi làm, với cái mức income tối đa là không hơn 75.000 một năm. Thì cái đó là một cái điều mà chúng tôi cũng muốn xin ghi nhận với cái công lao của Tổng thống Donald Trump. Đây là cái bản tin liên quan đến vấn đề này. Thì một lần nữa, nếu mà quý vị nào chưa có dịp subscribe vô chương trình này,
xin quý vị vui lòng bấm cái nút subscribe ở dưới đây và cũng như là bấm luôn cái chuông để khi nào chúng tôi có những video mới, YouTube sẽ thông báo cho quý vị ngay lập tức. Thay là Diệp xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi xin hẹn quý vị lại vào một cái video của kỳ tới.